À, cào con út mỡ hả cô? Dạ. 170 kg. Dạ. Như một cái miền cào mà để đánh bắt con ốc mỡ này là làm hết nhiêu tiền ha anh ha? Dạ. Cô chú, con ốc giết. Ốc giết hay còn gọi là ốc đinh đó. Con này thường người ta làm cái gì ăn cô ha? Cái này ta đập đít vậy nè. À. Người ta... Hiện tại trước mặt cô chú mình đó là khu du lịch đó. Khu bãi tắm Hạng Dương. Khu đây, từ đây đổ dài xuống dưới á, là nguyên một khu bán hải sản luôn. 200.000 kg có gạch luôn không? Dạ gạch. 140 kg. Dạ. Ghe ta đưa cho mình 130, bán là 140 kg lời 1.000. Dạ. Con thấy hải sản khu chợ này rất là rẻ luôn. Dạ. Còn nếu mà mua ốc giác. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dạ. Chiều nước rồng là đi cào, cào ngao. Dạ em chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Ngày mới, chúc cả nhà luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hiện tại bây giờ đang là hơn 6 giờ sáng rồi. Em đang có mặt tại xã Thành Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Đang đứng trên cầu Cuồng Bẩn cô chú anh chị. Một trong hai cầu Cuồng Bẩn, cầu cũ và cầu mới. Đây là một khu vực khá là gần biển rồi cô chú. Từ đây xuống mặt biển luôn á, là khoảng 4 cây số, 5 cây số nữa. Rất là gần với khu du lịch biển Thành Phú á, khu du lịch Cuồng Bẩn. Thì ở đây cách trung tâm thành phố Bến Tre là khoảng 70 cây số thôi. Cô chú anh chị và các bạn mình có thể di chuyển tới đây theo đường quốc lộ 57. Hôm nay thì về một trong những khu vực ven biển của tỉnh Bến Tre để tìm hiểu thêm về cuộc sống của bà con mình. Em mời cả nhà mình cùng với em đi tìm hiểu nha. Ở đây thì ngoài làm nông ra, em thấy bà con mình còn mưu sinh bám biển cũng có một bộ phận nhỏ. Trong đó là làm nghề đánh bắt, gọi là có những chiếc vỏ lãi để cào nghêu, cũng như là cào út giết, rồi giả cào tôm cá, cũng như là vỏ đặt lú, ghe đặt lú nữa. Ở đây làm biển để phục vụ cho du lịch cũng nhiều cô chú anh chị. Buổi sáng ở đây cả nhà mình xem mặt nước sông trong láng nè. Ở đây thì ra vào cũng dựa vào mực thủy triều. Đây là một con vàm nhỏ có cửa đổ ra biển đó cô chú. Nên bà con mình vào trong sâu trong đây để neo đầu ga thuyền bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra thì còn có thêm nuôi trồng thủy hải sản nữa kìa. Ở bên kia có nuôi nghêu, đánh bắt và nuôi luôn. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em về xã Thành Hải, huyện Thành Phú để tìm hiểu thêm về cuộc sống của bà con mình ở đây, cũng như là đi tham quan khu du lịch biển Thành Phú Cồn Bẩn. Thời gian qua thì em vắng bóng hơi lâu á, do một chút vấn đề cá nhân, thì mong cô chú anh chị và các bạn mình hết sức thông cảm cho em nha. Tại vì em có một số lý do cá nhân mà bất khả kháng cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng đón xem video ngày hôm nay. Xem video thì nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em mời cả nhà mình cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Hiện tại thì em mới thấy hình như là có một chiếc cào ốc giết đó cô chú. Ở đây có một nghề đó là nghề đánh bắt ốc giết. Vào để chuẩn bị bán ốc, bán hải sản nè. Đây là mẫu ghe của bà con ở Bến Tre. Hình như là cũng một nửa phía dưới lớp xi măng á. À không, đây là một chiếc rập xếp, chiếc lú á. Tại bây giờ là buổi sáng á, nước bắt đầu lớn á cô chú, nước lớn dần thì ghe tranh thủ vào. Đó là một trong những chiếc vỏ lãi cào nghêu hay gì đó cô chú, cào nghêu với cào ốc á. Ở đây có một nghề nhỏ như là nghề
cào con út giết đó cô chú. Hôm qua em có tới sớm em thấy hình như là con nó gọi là con út giết, đánh bắt về rồi bán cho lái. Đó, ngư cụ của một chiếc đánh bắt đó cô chú. Ở đây thì cũng ra vào tùy thuộc vào mực thủy triều á, cho nên là nước lớn bà con mình mới vô được. Ở đây thì đây là những chiếc giã cào này cô chú nè. Ở đây chủ yếu là hai vợ chồng đi biển là nhiều, em thấy nhiều làm nghề nhỏ á. Đem ngồi làm đỡ không cô chú? Bữa nay cũng khá khá hả? Dạ. Dạ. Cái này là mình cào vô được những con gì cô ha? Cua, gà, cá hả? À, cào mực ha. À, cào con út mỡ hả cô? Dạ. Dạ. Giờ chuẩn bị đem lên bờ bán nè. Dạ con quay YouTube thôi à chú. Dạ. Dạ. À. Bên kia là một chiếc giỏ gọi là đánh bắt con út giết hay gì đó cô chú à. Dạ cào út giết. À. Đây. Con út mỡ nè. Út này bán được nhiêu ký chú? Bán được 170. 170 ký. Dạ. Năm ngoái nó 200 mấy trong năm nay. Như đây là cũng đỡ rồi đó hả cô? Chú, dạ. Dạ chiều rồi, dạ. Tính riêng ốc không á hay là bán hết luôn? Bán hết luôn được dài chiều ha, dạ. Được mấy 3 triệu gì đó. Dạ. Mình đi mừng từ hôm qua đến giờ ha. Chiều. À chiều hôm qua, dạ. Dạ. Đêm này vô. Còn con này gọi là ốc gào hả chú? Ừ, con này ốc này ấy. Ốc hương rồi ốc gào. Phải ốc gào anh chú ha. À, ốc cái này kêu bằng ốc sọc gì. À ốc sọc ha. Ừ. Dạ. Con này thì mắc hơn thôi chú hay rẻ hơn? À rẻ hơn. Dạ. Con này có 50.000 ký. Có hai ốc hơn em. Cào cũng vô được ốc hương luôn. Ốc hương luôn. Dạ. Đó. Đây. Quá đã. Cô chú dễ thương quá. Mình là người Bến Tre gốc luôn cô ha chú ha. Ở Bến Tre. Dạ. Ở thành phố này luôn. Dạ. Cái này sắp lấy bỏ sọt thôi. Sọt sắp ra gì đó. Đó, để em chờ cô chú đem lên rồi em quay thêm cho cả nhà xem nha. Đây cô chú nè, đây là một cái nghề khác nữa nè. Giỏ lãi cào con út giết. Con này gọi là út giết đúng không cô? Đây nè cô chú. Út giết. Dạ, có một số nơi kêu là út đinh, còn một số nơi gọi là út giết. Cái này mình bán được bao nhiêu một ký cô? 6.000 hả? 20 à 6.000. Trời ơi, rẻ vậy ta. Như hôm nay là được nhiều chưa cô? À, mình vô sớm ha. Dạ. Mấy bữa kia thì cào cũng được xuyên bữa cũng tấn tới mấy vậy. À. Một tấn là cũng được 6 triệu cô ha. 6 triệu mà mình mướn hết 1 triệu mấy rồi. Dạ. Mướn người đi mần á ha. Ừ. Không có mướn người thợ lựa vậy đó. À, mướn người thợ lựa. Mướn mần đi á. Dạ. Cào ốc này đâu có tiền nhiều đâu. Dạ. Mướn lớp dầu, lớp bạn. Đây, cô chú, con ốc giết. Ốc giết hay còn gọi là ốc đinh đó. Con này thường người ta làm cái gì ăn cô ha? Cái này phải đập đít vậy nè. À. Người ta chặt, người ta nấu với nước dừa này vô. Dạ. À, nấu béo béo quá ha. Ừ, dạ. Mọi người luộc không? Luộc không. Còn đập đít đi gì là mình nút luôn ha. Ừ, nút. Dạ. Dạ, người ta mua người ta đập đít, người ta đi. Đập đít rồi nấu gọi là nhiều món như là nước cốt dừa cô chú. Cái này nếu mà một bữa mình chạy sở phí hết nhiều không cô?
chở phí, nếu mình chở nhiều quá, chở nhiều quá thì chở phí chừng tám mấy dầu, triệu tiền dầu vậy đó. Dạ, chiều tiền dầu. Chừng tấn mấy thì triệu tiền dầu. Dạ. Tấn mấy thì được triệu tiền dầu. Còn tao ít tiền không có tấn dầu, mình ra mình gió chạy vô đó tầm gì đó. Dạ. Yên nó cào được nhiều. Dạ. Vậy là tính ra cũng 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 kiếm sống được cũng ha, cũng mưu sinh được ha. Dạ. Này cô chú, em thấy nó khá là giống với cái miền cào nghêu ở dưới khu vực Trà Vinh mà bữa em đi quay á, nhìn khá là giống luôn. Cào lên xong rồi mình lựa những cái vỏ ốc chết ra. Ủa cô, cho con hỏi ví dụ như ốc này là mình gọi là nó tự nhiên sinh ra hay là có ai nuôi hay là gì không cô ha? Tự nhiên xanh. À, tự nhiên xanh ha. Biển nó xanh vậy. Dạ. Xanh nhỏ, từ từ nó lớn. À, dạ. Biển này tự nhiên không? Khu vực mình ở đây nhiều con ốc này ha. Em đi từ Trà Vinh qua đây á cô chú, thì đây là cái điểm đầu tiên mà em thấy có con ốc này nè. Còn từ đây đổ lên thì em chưa biết như thế nào. Biển này, biển mình đại gì cũng có, mà Vinh gì cũng có. Dạ. À, vậy ha. Biển này nó có cho nó. Dạ. Ở đây là đánh bắt cái này mạnh luôn. Em thấy xung quanh đây rất là nhiều ghe vỏ lãi thứ này luôn, bắt thứ này luôn. Nè cô chú, tổng quan của một chiếc cào ốc, cào nghêu rồi gì đó. Ở bên kia cũng có một dãy nữa. Chiều nay là bắt đầu bà con mình đi mới đông, tại vì hiện tại là vô trời bão nè. Trên đây thì đang còn bán của chiếc chú cào ốc mở lúc này bán đồ nè. 18 kg. Rồi hả? Mua hàng này. Đó, đã chưa cả nhà? Sao con này sao chốt, đúng không? Đổ lại đó. Thơm đậm sọng. Chú được nhiều không chú? Ít. À, được ít. Cũng mười mấy ký. Bên chú kia thì được 18 ký. Chắc giờ này là bà con mình vô hết rồi đó cô chú à. Cũng ngang ngang nhau à, một vỏ. Giờ này chắc người ta vô hết rồi hả chú? Đâu còn chiếc nào ngoài biển đâu hả? Bữa nay có mấy chiếc chạy. À dạ. Đồ thất rồi, bữa nay có mấy chiếc chạy à cô chú? Hy vọng là em đưa thêm được một chút thông tin gì để cô chú mình hiểu hơn về cuộc sống của bà con mình thì em sẽ truyền tải nha. Còn hiện tại xuống tới đây thì bà con mình đi ít thì cũng phải chịu thôi, chứ em không thể nào mà ấy hơn được, không thể nào mà tìm hiểu sâu hơn được nữa. Lấy sở phí ra đi đó. Vô bờ là lấy thêm nước ngọt, rồi lấy thêm dầu mỡ nước đá để đi với cô chú. Cái này là mình ở trên ghe luôn hay là nhà mình gần đây cô? Nhà ở trên thành phố rồi đó. À, dạ. Là mình ở trên ghe luôn, dạ. Thì là bán nước rồi trên nhà. Tính tiền cho chú nay được nhiêu? Chưa tính. À, chưa tính ha, dạ. 41 triệu ngoài á. À, lấy thêm nước uống kìa. Em đi dài dài ra phía sau cho cô chú mình xem cái miệng cào thử nha. Đó. Miệng cào thì nếu mà không sổ ra mình cũng không mường tượng ra được cô chú. Có một số thanh chì. Thường miệng cào kia thì người ta nàng lòi tối. Còn đây em thấy chì miến nè. Đánh dây lòi tối đánh cho nó bay lên. À, đánh dây lòi tối cho bay lên hả chú? Ủa cái... Anh xấu quá rồi, lên cấp
Như cái miền cào này của mình nó có khác cái miền cào tôm cá nhiều không chú? Nó gần giống ha. Dạ. Vậy là những cái dây lòi tối trắng trắng này cô chú nè, sao ghe đó, những cái dây inox màu trắng đây cô chú, mình thấy gần chiếc dép cào đó, đó là những chiếc gọi là dây lòi tối để mà mình đánh cho con ốc nó dạt lên rồi nó tràn vào miền cào á. Đây nè cô chú, mình có thể thấy sát ở đây, đó là tác dụng của sợi dây lòi tối. Tùy vào đặc điểm của từng vùng nước mà bà con mình sẽ sáng tạo ra những cái miền cào khác nhau để mà đánh bắt những cái loại hải sản khác nhau. Rất là hay luôn cả nhà nè. Đây là chủ yếu đánh bắt con ốc mỡ này. Còn ngoài ra thì mình có thêm đồ bổi như là tôm tích với lại con tôm sắt á. Chứ không có gọi là mấy nhiều đồ khác. Mà con ốc này cũng khá là giá trị á. Cầm rất là đầm tay luôn. Đây là lựa tôm tích gạch ra. Lựa tôm tích ra gạch này bán riêng hay là để ăn gì chú? À để ăn hả? Muốn bán luôn. Dễ mà. Dạ. Mà chắc quá trời nè. Có thêm tôm tích với con tôm sắt nữa. Đây tôm sắt cô chú nè. Tôm sắt, tôm bạc. Một ít con sú. Là hết các loại hải sản rồi đó. Ủa anh, cái mấy cái dây xanh xanh này nó làm cái gì anh ha? Tả, mình cũng tả, cào lên cho nó chà. Cho chà đất cào. À, tức là cái phần đó là nó cà dưới đất ha? Ừ, chia lên đậy lên. Dạ. À, gọi là cái tả ha. Dạ. Để cho bảo vệ cái phần mặt thịt lưới bên trong của mình nữa cô chú. Như một cái miền cào mà để đánh bắt con ốc mỡ này là làm hết nhiêu tiền ha anh ha? 3 triệu ngoài 4 triệu. Là mình mần được lâu không anh? Cào thì chạy theo đôi miếng ít chà thì chạy cũng được tháng. À, cũng được tháng là mình thay lưới mới vô. Mình ráp ấy khác vô. Dạ. Những cái sợi dây lòi tối đánh con ốc lên là những cái sợi dây trắng trắng cô chú mình thấy đó. Dạ. Cũng có hai cái dép cào như những chiếc giả cào bình thường luôn. Tại vì dép cào này là có tác dụng là mở rộng cái miền cào của mình. Cái thứ hai là dìm cái miền cào xuống đáy nữa. Thêm một chút chi tiết về cái miền cào cho cô chú mình biết thêm một nghề nha. Cái này thì em cũng mới biết lần đầu luôn á. Rồi bây giờ thì phần sau của video á, em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em về khu du lịch biển Thành Phú, hay còn gọi là Cồn Bẩn Thành Phú á cô chú, để thăm khu du lịch cũng như là xem hoạt động du lịch của bà con mình năm nay với lại đợt này, đợt hè như thế nào nhé. Thời điểm em đi đây là chủ nhật, cho nên là gọi là người lớn người ta được nghỉ rồi dẫn con em mình đi chơi. Hiện tại thì vào mùa hè rồi nên là chủ nhật sẽ còn đông nhiều hơn nữa. Ở đây thì thuộc ấp Thành Hải, xã Thành Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Cũng như đầu video em có giới thiệu rồi, ở đây thì cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng đâu đó là 70 cây số cô chú, đi theo quốc lộ 57. Chất lượng mặt đường thì cũng tương đối xấu á. Em thấy đi hơi sốc. Đoạn này thì chạy cho cô chú anh chị và các bạn mình nếu mà có xa quê xem. Ở đây em thấy nhà cửa xung quanh á cũng đang còn chưa có được khang trang, cũng hơi lụp sụp. Bà con mình ở đây làm nông cũng nhiều, em thấy trồng xoài nhiều.
trồng xoài, trồng dưa hấu sát biển nhưng mà làm nông cũng nhiều. Ở đây thì có 3, 4, 7, 8 lần nhưng mà đông nhất vẫn là bãi tắm Hàng Dương, một nơi mà chút nữa em sẽ dẫn cô chú mình đi. Đây, cô chú mình có thể để ý nhà cửa xung quanh đây. Ngoài làm nông thì còn có nuôi cua, nuôi tôm, nuôi vuông. Đặc biệt ở đây nhất thì vẫn là phát triển du lịch rồi cô chú anh chị. Hiện tại hôm nay thì trời khá là gió luôn. Video này thì cô chú anh chị và các bạn mình xem để hiểu thêm về cuộc sống của bà con mình ở đây, cũng như là những ai á mà có nhu cầu xem để tham khảo về khu du lịch đó, thì cũng coi như là một cái nội dung để mình tham khảo nha. Ở đây thì nhà nghỉ cuối tuần là 250, ngày thường là 200. Em thấy nhà nghỉ cũng nhiều, cả 5-6 cái á. Phòng ốc cũng rất là sạch sẽ. Hiện tại trước mặt cô chú mình đó là khu du lịch đó, khu bãi tắm Hàng Dương. Hôm nay cuối tuần cho nên là xe tới cũng đông nè. Bà con mình đi du lịch cuối tuần cũng đông lắm. Bây giờ em sẽ chạy vào kiếm chỗ gửi xe rồi quay chi tiết cụ thể cho cô chú anh chị và các bạn mình xem nha. Trong đây rất là nhiều bãi giữ xe luôn. Em sẽ vô đây đậu xe. Đó, bây giờ sẽ đi đảo một vòng cho cô chú mình xem khu du lịch nha. Ở đây thì có một khu chợ hải sản nằm sát biển luôn. Buổi chiều khi nước ròng á thì rất là đẹp. Còn hiện tại bây giờ đang là nước lớn. Ừ, giữ xe. Bao nhiêu một chiếc vậy em? 10 ngàn hả? Xe ô tô bao nhiêu một chiếc? 50 ha. Ừ. Đó, cô chú mình có thể tham khảo giá cả nha. Hôm qua em tới vào thứ bảy buổi chiều á, thì cũng bà con mình chưa có bày bán ra nhiều đâu. Còn như hôm nay nè, hôm nay chủ nhật là thấy bà con mình bán cũng nhiều. Cấp này bán được không cô? Hôm nay bán được không? Cô bán bỏng ngô nè, ngô nổ, bắp nổ. Cứ một bịch là nhiêu cô? 15 ngàn. Ở đây chắc là chỉ có chủ nhật mới đông thôi đúng không cô? Dạ, thứ bảy chủ nhật. Dạ. Với lại đợt này song song với dịp hè. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Đó. Buổi sáng còn đông hơn nữa nhưng mà sáng hôm nay trời mưa cô chú, nên là em không có đi ra đường quay được. Bên đây có một khu bán đồ khô nè. Cô chú mình mà tới khu du lịch muốn có một tấm ảnh chất lượng để mà về lưu giữ á, thì có thể liên hệ mấy anh như kiểu này nè. Mình chụp thường thường là mình gửi tại chỗ luôn hả? Là một tấm bao nhiêu anh? Dạ, tấm lớn như vậy, tấm bự như vậy nè. Dạ. Làm khung cơm như mình là 100 ngàn, còn loại nhỏ hơn nữa là 50. À, nhỏ hơn nữa là 50, lớn là có tên mình luôn là 100 ngàn. Dạ. Bao đẹp nha. Dạ. Chụp và chụp máy ảnh kỹ thuật số mà cả nhà, cho nên là nó sẽ rất là đẹp luôn. Cả nhà mình tới đây thì nếu mà muốn lưu giữ thì có thể liên hệ các anh. Các anh thì cũng đứng ở đây, nếu mà thứ bảy chủ nhật cũng cả ngày luôn đúng không anh? Ngày nào cũng đứng luôn ha. Dạ, ngày nào cũng đi làm luôn. Dạ. Cái này là anh làm cá nhân hả? Dạ, làm cho ban quản lý. À, làm cho ban quản lý ha. Dạ. Ban quản lý người ta bán tư cho mình bỏ công mình đi làm. À, vậy ha. Dạ, rồi. Đó. Một chút để cô chú mình tham khảo thêm nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Cô chú mình xem nè. Bà con mình ghé mua đồ khô. Buổi sáng đông hơn nữa. Tầm này là bớt người mà em thấy còn đông nghẹt luôn, đông kín luôn.
Bây giờ dán khách một xíu á, em lại quay một số mặt hàng hải sản khô cho cô chú anh chị và các bạn mình xem cũng như là tham khảo nha. Ở đây thì hải sản khô chắc là bà con mình chủ yếu mua về làm lưu niệm thôi, cho bán cho khách thôi, chứ còn dân ở đây chắc người ta không mua đâu. Đây. Dạ chị. Bán hải sản khô. Mấy ngày cuối tuần này bán đỡ không chị? Không, 1/3 rồi lại đây. Mấy ngày cuối tuần này bán đỡ không? Dạ. Đó, em hỏi giá một số mặt hàng cho cô chú mình xem nè. Cái đù này nhiêu ký cô? 130. Không có, nhưng dạ. Mà có bị gì cứ chị đem mình xuống đây. Trời ơi, tốt, biết ở đâu. Bảo hành luôn hả cô? Trời ơi, mai mốt cô đi xuống đây, cô hôm nay cô không đi du lịch nữa. Đó, đù 130 ký. Không có con nào bụng hết. Yên tâm, hai cái đù một nắm. Cá đù, cá sặc. Nhiều loại cá lắm. Mà đợt cuối tuần này kiểu khách đông quá rồi cũng khó mà hỏi thăm được cô chú à. Cá này cá gì chú hả? Cá dứa. À cá dứa. Loại này bao nhiêu một ký chú? 120. Giá cả thấy phải chăng quá cô chú nè. Cá dứa này cái người của nó đặc tính là nó hơi có mỡ mỡ cả nhà. Cá này dạ. Nãy giờ không. Dạ. Tôm khô luôn. Cá tôm khô, tôm khô thì chắc là tôm vuông thôi. Mực khô mà size lớn nó bao nhiêu một ký cô? 900, 800 rưỡi. Dạ. Mực này mực lá ha. Mực này mực lá. Đó. To đẹp lắm cả nhà. 900, 800 rưỡi một ký. Giá rất là hợp lý luôn á. Em cũng là dân biển mà em nghe giá là em biết à. Đó, cá lưỡi nè. Còn tôm loại này là bao nhiêu cô? Cái đó 450 thôi. 450. Tôm nhất á, tôm dạ, ngon á. Tôm nhất. Ở phía dưới kia thì còn một khu chợ hải sản nữa. Một chút thì em sẽ xuống quay cho cô chú mình xem nha. Em chờ tới chiều nước ròng á, bãi biển nó đẹp hơn rồi xuống quay. Rồi bây giờ em tiếp tục đi sâu vào trong để cho cô chú mình xem tổng quan hơn nha. Đây là khu bán đồ lưu niệm, móc khóa, nón, quần áo. Quần áo đúng kiểu đi biển á cô chú. Hai bên luôn. Ở đây là bắt đầu tới khu bán hải sản lai rai nè. Ở đây là có sách đa sách đồ đi bán tận tay cho du khách luôn. Bán đỡ không chú? Cua, chú bán cua nè. Cua thứ này là bao nhiêu một ký chú? 120 ký. 120 hả? Dạ. Cua này cua biển luôn ha. Dạ. Cua nó một cặp cua này. Dạ. Đó. Đây cô chú mình xem. 120 một ký. Tới đây là mấy chú cứ xách tới nơi bán cho mình luôn á cả nhà. Đó. Dạ, cảm ơn nha chú. Dạ. Bên đây có bán sò ốc. Đây là ba khế. Ba khế này bao nhiêu một ký cô? 70. Dạ. Đây. 70 một ký. Có tôm luôn. Tôm này tôm biển luôn ha. Dạ. Sú biển này bao nhiêu một ký cô? 200. Dạ 200. 220. Tính ra là giá cả rất là hợp lý luôn cả nhà. Dạ. Dạ. 22 con một ký. Dạ. Rất là hợp lý giá cả luôn. Còn nghêu này? 100.000 3 ký. Nghêu này là buổi chiều mấy chú cào ở dưới biển phải không cô? Dạ. Đó cô chú mình xem nè. 100.000 3 ký. Đó. Giá cả rất là hợp lý luôn. Dột cũng y chang giá luôn. Dạ. Ở đây là bán giá bình dân. Dạ. Khu du lịch nhưng mà em thấy
giá cả ok cả nhà. Đây được mấy gạch, đồ tươi sống luôn, không có bán đồ. Đây có gạch nhưng mà nó chỉ được 5-60%, còn cái này gần đây cua. Nên là như là nó bị nên nó rớt xuống hàng thịt. Cua gạch này bao nhiêu một ký chị? Cua này 350 ký anh Trang. 350 ký ha. Là hàng, dạ. Hàng loại 1 á. Chị đừng nắm cái gà. Đó. Cua là cái này cua thịt mà là lậu bự. Hàng bự, hàng cái cua hàng thịt. VIP. Chị thấy không? Nè. Bự không à? Hàng VIP. Còn gạch. Cua đực là cua thịt phải không chị? Đúng rồi, con này dạ. Gạch nè. Gạch là cua cái. Đó. Gạch là nó đầy luôn cái mai này nha. À vậy ha. Nó đầy luống mai này, mình chặt ra là đầy luống mai này. Mua này có mai rồi. Mà cô chú nè. Giá rất là hợp lý luôn, cua ngon quá trời. Nửa ký luôn, 125 ngàn. Tìm không? Bán ngay đầu luôn. 125 ngàn. Cô chú mình tới có thể ghé ủng hộ mấy chị nha. Đó, xem xích vô trong. Tới đây là tới khu đồ ăn vặt. Thấy người của chú này ướt sũng luôn, chắc mới đi mần vô nè. Gà này mới đi mần vô hả chú? Gà này mới đi mần vô hả? Ừ, đem vô. Dạ. Đó, vậy, bãi rồi, vô dưới, vậy. Ủa? Ủa vậy hả? Ờ, đem vô bãi. À, giờ đem xuống bãi rồi ha. Không phải, ta kéo vô bãi dưới, ta bán dưới. À, dạ vậy rồi. Dạ rồi, ok. Ủa, bà làm chứ, bà đem. Vậy dạ, dưới quay đông á. Dạ. Bây giờ em sẽ đi thẳng xuống dưới nha cô chú anh chị. Bên đây cũng là khu bán đồ khô. Tới đây là cứ mỗi người ôm một cái thùng hải sản về rất là nhiều luôn. Ồ. Cô chú mình xem nè, thời điểm hiện tại á, bây giờ em ra tới khu vực gọi là mặt biển luôn rồi đó. Thời điểm hiện tại là mùa nam. Mùa nam là mùa, cái mặt bên này là mùa êm á, nhưng mà hiện tại cũng khá là sóng luôn nè. Tắm để cho an toàn là bà con mình đu vô cái cây đó thôi. Còn buổi chiều á, nước ròng xuống á, có loại cồn cát á, thì đi chơi nó sẽ vui hơn. Nhưng mà nước buổi sáng buổi chiều nó sẽ gọi là nó theo con nước đó cô chú, có lúc là buổi sáng nước lớn, có lúc buổi sáng nước ròng vậy đó. Bên kia là khu lên hải sản bán á. Ôi sống rồi. Cả nhà mình xem ngoài xa nguyên một dàn ghe lú luôn, tức là những cái con hải sản mà nãy giờ em quay cho cô chú xem, từ cua rồi gà cho tới là tôm á, thường thường là bà con mình ghe lú đầu ở ngoài kia á, xong rồi đem vô bờ đây bán trực tiếp luôn, nên cả nhà mình có thể gọi là yên tâm đảm bảo về chất lượng của đồ tươi sống nha. Chất lượng về đồ tươi sống là ok đó. Sống dữ thần lắm. Thực sự là kiếm tiền thì nghề nào cũng vất vả hết á, nhưng mà vào những ngày trời sống này nè, mấy anh em làm việc vất vả lắm. Lúc nãy em xuống dưới kia á, thấy ai cũng mắt đỏ hoe hết trơn, ngâm mình trong nước biển á.
đưa tới tận nơi luôn. Bên hông thì có một người ngồi ăn hộp bún vòi nữa. Thật sự luôn, theo cá nhân em nghĩ cô chú mà tới đây là nên mua ủng hộ bà con mình á, tại vì giá cả rất là rẻ luôn. Bà con cũng nhiệt tình, giá cả rẻ em thấy cũng thiệt tình á. Khuyên thật tình nhất với cô chú mình luôn á, tới đây thì cua, tôm, cá còn rẻ, đối với những ai mà biết lựa thì nên mua. Còn nếu mà mua, ôi giời, trời ơi trời ơi trời ơi, em nổi hết da gà luôn à, trời ơi, nguy hiểm ghê luôn. Bây giờ tiếp tục đi chợ, đi chợ nha cô chú anh chị. Bây giờ là thời điểm 1 giờ chiều. Khu đây, từ đây đổ dài xuống dưới là nguyên một khu bán hải sản luôn. Sáng giờ bán đỡ không chị? Bán cũng được ha. Chuyên cua luôn, cua này cua biển luôn không hay cua nuôi? À, cua vuông với cua biển luôn hả? Cua ở đây em thấy 200.000 ký, có gạch luôn không? Cua có gì cả nhà mình ghé đây mua được nè. Em thấy cục dây nhỏ mà khu này thì bà con mình bán giá cũng rất là hợp lý luôn. Cua thịt đây đúng không? 180 cua thịt, hải sản rất là ngon luôn. Còn cua gạch là cua nào ha? À, cua gạch là bên đây ha. Đó. Ở đây thì chắc chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật là đông thôi ha. Hè, đợt này vô hè, hè là ngày thường cũng đông luôn hả? À. Mình ngồi đây bán có phải thuê sạp đồ gì không? Có hả? À, thuê hết ha. À. Em người Bến Tre luôn hả? À, Bến Tre luôn. Cảm ơn nha. Đó, bên đó là tôm. Chung luôn không? Hai bên chung luôn không? Chung. À, dạ. Dạ cô. Số này nhiêu ký vậy cô? 220, dạ. Dạ. Dạ ok chị. À, tuần tuần sú rất là lớn luôn cả nhà. Tuần sú size này giá 220 là em thấy rất là hợp lý rồi. Đi qua các nơi, gọi là em cũng đi được nhiều nơi rồi đó. Đó. Dạ. Đó, bên đây cũng tôm với cua luôn. Dừa hải sản của chị Phường nè. Tôm, mực, ghẹ, ba chấm. Dạ, có quay rồi. Mới quay luôn. Cá đuối này nhiêu ký chú? Cái này 150. Cái này 150. 80, cái này là cá đuối he ha. Dạ. Đó. Cá đuối 150, 80. Đó, ở đây là nguyên một dãy bán rồi, chiều chiều á, chút nữa nước ròng á là bà con mình gọi là di chuyển xuống tầng dưới bãi biển dưới kia bán luôn, rồi mỗi người xách một cái giỏ đi bán nữa, rất là đông vui luôn. Bên đây có bán cá nè, cá đù. Nhìn chung thì cũng tương đối giống nhau á, mực, tôm, cá, gà.
Cấp này bán đỡ không cô? Sáng giờ bán được không? Bán cũng được. Dạ. Hả? Chung cái điểm này là bác đồ giá cả thị trường nó rẻ hơn cái bụng thảo, nhưng mà đồ ngon đồ tươi nữa ha. Dạ đúng rồi. Cái này là ghe ở ngoài kia mới cặp vô bán luôn ha. Ghe đi đánh lưới ở đây mà thì vô đây bán, nhưng mà đồ tươi trong đồ ghe mà. Dạ. Như bạch tuộc này là nhiêu ký cô? Này là bán có 140 ký là chưa? 140 ký. Dạ. Ghe người ta đưa cho mình 130 bán là 140 ký lời 10 ngàn. Dạ. Con thấy hải sản khu chợ này rất là rẻ luôn. Dạ. Rẻ đồ tươi hàng bao luôn á. Dạ. Còn cá đục này cô? Cá đục này thì 80. 80. Cá đục cũng 80. Cá đục cũng 80. Cá đục này đồ kẽm ha. Ờ cá đó cũng 80. Dạ. Nói chung là đồ ở đây ghe nhà. Dạ. Ghe nhà luôn ha. Dạ. À. Từ tôm luôn. Tôm này tôm vuông hả cô? Tôm vuông. À tôm thiên nhiên. Dạ. Đó. Rất là ngon luôn cả nhà. Dạ con cảm ơn nha cô. Bên đây có hàu rồi sò huyết này kia. Ở phía trong sâu á, nếu mà cô chú mình xem cái video đoàn lúc sáng của em thì ở phía trong sâu á, phía trong sâu trong dàm trong cầu trong kia lúc sáng em quay á, là có cả bà con mình nuôi hàu á. Ở đây nuôi hàu cũng khá nhiều ở trong sâu trong dàm á. Cô sáng giờ bán đỡ không cô? Ngồi bán cả ngày luôn ha. Dạ. Chiều nước rộng mình có xuống dưới kia không? Nước rộng chứ ở xuống bán được mà khách thì xuống dưới chơi được. À vậy ha. Dạ. Chứ mình là ngồi đây luôn ha. Đây luôn. Dạ. 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 Rồi con cảm ơn nha cô. Dạ. Hải sản cũng tương tự thôi cô chú anh chị. Ở đây em thấy đa phần là cua. Dạ không. Dạ không. Đi quay phim không à? Phải không? Khúc dưới này đông ghê á. Tôm tích nữa nè. Đó, tôm tích thế đó nhiều ký cô? Không, con không mua. Con đi quay phim cho người ta coi à. Dạ. 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 Khúc dưới này là kiểu như khu đầu mối vậy cô chú nè. Xuống bà con mình xuống tới tầng đây mua luôn. Ghẻ thế đó nhiều ký cô? Cái này á, này bán bọc gì 200 ngàn, 6-7 ký luôn á. Nguyên bọc gì 200 ngàn á hả? Dạ. 200 ngàn bọc á. Còn ghẻ này 120 ký mà ghẻ này ghẻ đều quá mà. Ghẻ đó là ghẻ càng xanh. Càng xanh. Đi mở hàng đi, không, sắp quá chừng. Con đi quay phim không à? Dạ. Con hỏi giá. Đi coi nha. Dạ. Bán đi, lên bán đi. Dạ. Trời đông chưa cả nhà nè. Ở đây là cần thiết là luộc dùng luôn vậy khỏi nó mất thịt. Ghè đặt lú cho nên là ghè cũng sai vừa vừa thôi cô chú à. Nhưng mà cả nhà mình lưu ý nếu mà biết lừa ghè, nhiều con ghè nhỏ mà hai da ăn rất là ngon luôn. Dạ con không mua rồi. Dạ. Một khu chợ rất là nhộn nhịp ở sát biển luôn. Gọi là chợ ngay mặt biển luôn á. Trời ơi dưới đây mấy anh em người ướt mem hết trơn nè. Ngâm nước hả? Lên lên ra đồ của mày ở đâu? Quay phim ở đâu? Đây nè, để bán ra. Mình ôm đi bán á, rồi lâu lâu mình phải thả xuống nước lại để cho nó thở á cô chú. Để cho ba tuổi.
bọc lưới của bà bãi đâu. Em quay lại khu vực bãi biển Cuộn Bẩn một lần nữa cô chú anh chị. Đây là thời điểm 4 giờ rưỡi gần 5 giờ chiều. Cô chú mình có thể xem đó, đây là một thời, đây gọi là thời điểm đẹp nhất của biển luôn. Theo cảm nhận cá nhân của em á, tức là thời điểm nước ròng cồn nó nổi lên, rồi những con sóng từ ngoài khơi nó dập dìu vô gọi là tạo thành từng lớp đó cô chú. Em thấy đây là thời điểm cực kỳ đẹp mà bà con mình xuống để tắm đồ gì cũng nhiều. Đó, thì cô chú mình có thể xem để tham khảo, thì lựa chọn cái thời điểm mà nước ròng này nè, xuống dẫn con em đi tắm cũng như là bản thân đi tắm vậy đó. Còn ăn uống thì mình sẽ lựa chọn vào khung giờ trưa. Rất là đẹp luôn cô chú, đông người tắm. Đây thì em thấy tương đối là giống với bãi biển Ba Đồng, gọi là cũng có đường bờ cát dài. Có một cái ở đây không bằng bãi biển Ba Đồng thì là ở đây, ở trên đường á, sẽ không có đường bờ kè chạy sát biển mà chạy dài như là biển Ba Đồng. Ở đây đường đi thì nó sẽ không có đẹp bằng. Còn lại bãi cát đồ gì thì cũng tương tự. Nói về mức độ đẹp thì em nghĩ là cũng ngang ngửa. Bên kia thì có cánh đồng điện gió. Hiện tại thì em đang đi trên bờ cát này cô chú anh chị. Ở đây thì cũng là cát không lúng. Thì chỉ có cát không lúng á, thì nước biển nó mới sạch cho mình tắm được. Còn nếu mà bùn sình á, thì không thể nào mà gọi là tắm được á cô chú. Đây cũng là một trong những điểm hiếm hoi ở miền Tây, ở cái vùng nước bồi lắng phù sa nặng mà có được bãi biển không bị bùn sình mà cũng có bờ cát dài nữa. Rất là đẹp để mà đi du lịch luôn. Ở đây thì cũng có nhiều hải sản và giá cả rất là phải chăng. Em nghĩ đây là một trong những địa điểm mà lý tưởng cho cô chú mình đi vào dịp cuối tuần á. Ở thành phố Hồ Chí Minh về đây cũng chỉ có 170 cây số thôi. Còn từ trung tâm thành phố Bến Tre về đây thì là 70 cây. Thời gian vừa rồi á thì em có nhổ răng khôn, rồi có đi làm lại răng, cho nên là ăn uống ở ngoài á nó rất là bất tiện, nên là em cũng vắng bóng một thời gian khá là dài. Cũng mong cô chú anh chị và các bạn mình thông cảm cho em nha. Thời gian tới thì em sẽ cố gắng đi và ra video đều hơn. Thậm chí là ở dưới đây á cô chú, cả nhà mình còn có thể chạy xe máy trực tiếp xuống dưới bãi biển như vậy luôn nè. Chạy đi đi tham quan rất là đẹp luôn. Buổi chiều ở đây thì có mấy anh mấy chú ngư dân á xuống đây cào nghêu, rồi có một số cô đi xuống đây bắt ốc nữa hay gì á. Em sẽ ghé em hỏi cho cô chú mình xem thử nha. Đây là đường xá nè. Chỉ một cái nàng chữ A với một cái lưỡi để cày dưới đất. Hình như là bà con mình đi cào nghêu á cô chú. Dọc trên bãi biển luôn. Rất là nhiều. Dài xuống dưới kia kìa. Cô chú mình xem đó. Em sẽ thử hỏi mấy chú một xíu nha cô chú anh chị. Ủa chú, cái này là mình cào con gì vậy chú? À ngao ha. Cái này là như một cái nghề của bà con mình ở đây luôn chú ha. Dạ, thấy bà con mình làm cũng đông. Chiều cái này sáng chú có cào không hay chiều không ạ? À dạ, chiều nước ròng là đi cào ngao. Có một cái nàng chữ A cô chú. Dạ không, một cái nàng hình chữ A có một cái lưỡi ở phía dưới á, xong rồi có một cái cây trẻ để mình lấy con ngao lên nếu mà gặp nó. Chú ngao này mình bán được bao nhiêu một ký chú? 50 ngàn. Một ngày gì kiếm được 3-4 ký không chú? À được ha. Dạ. Cái này là nó từ nó vô bờ. Cái này là từ nó vô bờ, tới mùa là từ vô bờ mình cào hả chú? À. Tự xanh luôn, dạ. Đó. Cô chú mình xem cái đường của cái lưỡi chưa đi qua đó.
đó, lấy cái chĩa dứt lên. Mình cào mình đùng nó là mình biết được hả chú? Làm thấy đơn giản sát sát bờ thôi, một ngày cũng 3-4 kg là kiếm được cô chú nè. 3-4 kg là kiếm được vài trăm ngàn. Đây cô chú anh chị nè, đây là con ngao. Cầm lên cảm giác nó chắc tay á. Cái này là bà con mình cào được 50 ngàn 1 kg. Em mừng cô chú và con coi thử. Làm gần bờ cũng có tiền nữa, rất là hay luôn. Rửa sạch sạch đó. Cứ miệt mài làm như vậy tới gọi là 9-10 giờ đêm á cô chú anh chị. Tại vì cào em thấy lâu lâu mới được một con thôi. Chút nữa khi mà con không thấy đường á, đó được một con đó. Khi mà không thấy đường nữa thì mấy anh mấy chú sẽ bật đèn lên, bật đèn pin lên, đèn pin từ đầu á. Rồi tới đâu mình sẽ tới đó thôi, mình cào tới đó. Cứ đi lui. Đó, có một người nữa cũng sắp xuống kìa. Ủa cô, mình đi bắt con gì vậy cô? À, bắt ốc gào hả? Cái này bắt về bán hay là ăn cô? À, bắt ăn chơi ha. Cho con coi con ốc được thử không cô? Cho con coi thử mấy con này. À, ốc gào to vậy. Trời, cả nhà nè. Con ốc gào mà em thấy muốn bằng con ốc mỡ luôn á. Trời. Bắt ở dọc bờ cát á cả nhà. Đây nè. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 nhiều người lắm. Cô chú mình có thể để ý chân của cô đi là không bị lúng nha. Không hề bị lúng. Rồi, chắc là bây giờ thì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và ủng hộ video của em trong suốt khoảng thời gian qua. Rất là xin lỗi vì những cái lý do bất khả kháng làm cho gián đoạn cái quá trình ra video của em. Thì mong cả nhà mình thông cảm giúp em nha. Bây giờ thì chắc là hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong những video tiếp theo của em. Bây giờ thì em chào tạm biệt cả nhà nha.